Đây mình giới thiệu là mình gắn cái trợ lực con cho Rider FI. Thường nó hơi nặng á, chủ nhân chưa gắn cho nó nhẹ là mình bóp ha. Cũng hút thôi. Nhẹ nhàng. Đi nó không mỏi tay. Cái trợ lực này nó như cái đòn bẩy vậy đó, nó sẽ bẩy cái con mình nó nhẹ hơn. Con co đồ gắn được luôn nha. Bóp thắng luôn hả? Nhẹ bóp dấu. Quá rồi bà. Nè về đi ông nội. Ủa rồi cái nồi cái thắt nó làm như quên mất rồi. Rồi nó quay đi. Để yêu cầu lên xe mình nha. Rồi rồi, về được chưa anh? Rồi về đi. Đang nấu xe cho Logo 4, cũng như xe độ. Bỏ qua hướng trước nào, tay qua hướng trước.